Thế Lễ xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì cả nhà ơi, hôm nay là ngày 1 tháng 4 cả nhà. Thì ngày 1 tháng 4 thì người dân của mình là tự cách ly tại nhà. Thì sáng nay thì hai vợ chồng mình đi chợ để mua đồ ăn về dự trữ trong vài ngày để mình hạn chế đi chợ, chứ không phải là không có cho mình đi ra ngoài cả nhà. Cũng như mình mua một lần mình đi chợ, một lần mình ăn cỡ tuần đi, rồi mình hạn chế ra ngoài. Nhưng mà đi ra ngoài là nhớ phải mang khẩu trang nghe cả nhà. Thì hôm nay mình để mình đi chợ, mình quay coi hôm nay bà con mình đi chợ thì đi ra bên ngoài nhiều không hả cả nhà. Rồi thì xin mời bà con cùng đi chợ với hai vợ chồng mình nha, mua đồ ăn dự trữ cả nhà ơi. Cả nhà thấy ngoài đường thì bà con người ta cũng đi nhiều hết thôi cả nhà, ta cũng đi lai gai như người ta đi mua đồ ăn với đi công chuyện thôi. Tôi nói bữa nay đi ngoài đường không mang khẩu trang là bị phạt hả anh? Nói công an nó nhắc nhở rồi phạt 300.000 nữa. Nhưng mà chạy bà con mình khi đi ra đường nhớ mang khẩu trang đi cho yên tâm cả nhà ơi. Chứ không dám mua, dạ, không dám ăn tại chỗ. Như hồi xưa giờ ngồi tại lấy em 5 ổ mì giòn cái gì, dạ. Này 4 ổ kiếm đây. Còn giờ rồi 5 ổ mì giòn. Ở trong quán ăn vắng cả nhà. Mọi khi là bán đắt lắm nhưng mà bây giờ dịch cái người ta ít. Bán đông lắm, bây giờ thì giảm nhiều lắm ít rồi. Ít có lại quán đi ngồi ăn. Dạ ít lắm. Khu chợ à. Bán thành luôn không có ăn. Khu chợ vắng ghê luôn không? Vắng nhiều lắm. Bà con mua về nhà làm ăn chứ không ít cái mồi quán. Quán nào cũng là nó cũng dán hết cái xe. Hai vợ chồng mình đang đi mua thịt bò. Mua thịt bò về mình kho. Kho cái để dành ăn sáng rồi hạn chế đi chợ. Xe xăng bữa nay không thấy ai đổ nha, chứ sao cả nhà. Ngày qua nghe xăng giảm giá đó, mình nghe bà con quá trời đi mua xăng dự trữ rồi. Hôm qua bà con mua xăng dự trữ đó. Mà dự trữ gì, dự trữ xăng thấy sao đâu á. Có mấy người làm máy làm đồ ha. Cái khu này ở Long Thành là bán thịt bò là lớn đó. Rồi bây giờ thấy bán cũng ít nha, chứ không bán thường nhiều như thường ngày ha. Chứ bán cũng ít cả nhà.
đi mua thịt bò. Thấy nó trên bảy không? Thôi, cũng ăn nó mà. Ăn. Gì hả? Ủa không có táo thôi. Có táo. Dạ. Mấy ký táo? Có táo là nguyên ký vậy? Từ. Ủa mi sinh ha. Không có hành. Hả? Ờ, hôm nay 200 á. Tại vì chị còn chết nặng có ngoài, chị chết nặng mới rồi. Dạ. Ủa chị bán cũng táo đúng không? Đúng không? Mình cũng đâu có đăng giá đâu ha, bán cũng giảm thường thường à. Dạ. Mình mua 3 kg, có thịt heo thì tăng giá quá chừng, còn thịt bò là không có tăng giá. Dạ. Không có lớn hết. Dạ. Có em trai là 1 kg 140, 120. Phải không ta? 120 à. Bữa nay cái khu bên đây ít bán hả chị? Dịch bệnh nó cái ít làm nhiều ha. Không có đâu. Chị lấy táo thêm đi chị, đừng lấy cái đó nữa. Đó nha, là cái khu này nè. Cái đó là nó dài dài dài, đó là trời 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 thịt nhiều lắm luôn. Nhưng mà dạo này dịch bệnh á, chứ bà con ít làm lắm. Rồi, mình đi vô chợ mua cái ao cả nhà ơi. Thịt thịt giờ mua cái ao. Chợ vắng lắm luôn á. Vắng hơn thường ngày nữa lắm luôn. Nãy mình thấy vắng người, nhưng mà cái này đông quá trời luôn nè. Nghe bà con nói đi chợ, bữa nay không biết ngày mai có cho đi chợ không. Lúc vô chợ mình không dám quay. Mình sợ mấy người bán người ta ngại cho nên mình không dám quay. Nãy cái này đông quá trời luôn nè. Thấy ở chợ cũng bình thường cả nhà ơi. Bà con đi ra ngoài thì gặp khẩu trang vậy thôi, chứ không có gì. Vẫn mua bán bình thường. Bữa nãy có ông chú đó nói không biết đi chợ nay ngày mai nó cho đi không. Ông cũng sợ mua đống đồ ăn. Đi bình thường không? Nói chung đi bình thường cả nhà thôi, nhưng mà mình hạn chế thôi. Hạn chế ra ngoài thôi. Mua thịt heo rồi thịt bò rồi rau. Nói chung mua để dành dự trữ ăn cả tuần thôi, chứ không phải là không cho mình đi chợ. Hạn chế đi chợ thôi.